Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị thính giả, năm học mới đã bắt đầu, nhưng cháu NTT, 6 tuổi, trú tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, vẫn chưa thể đến trường do chưa có giấy khai sinh. Mặc dù không có tên trong danh sách học sinh, mẹ cháu vẫn đưa cháu tham dự lễ khai giảng. Thế nhưng, sau buổi lễ, trong khi các bạn đồng trang lứa chính thức bước vào lớp học, cháu NTT lại chưa thể nhập học chỉ vì thiếu giấy tờ. Sau khi sự việc được biết đến, Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường cũng như Ủy ban Nhân dân xã Hành Đức sẽ có phương án xử lý ra sao. Để biết thêm chi tiết về trường hợp này, xin mời quý thính giả theo dõi ngay sau đây. Theo thông tin từ mẹ cháu, chị NTTV, cháu sinh năm 2018 tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do là mất giấy chứng sinh, chị V không thể làm giấy khai sinh ngay lúc đó. Cuộc sống khó khăn và việc chăm sóc con cái đã khiến việc làm giấy khai sinh bị lãng quên. Gần đây, khi chị V đưa cháu đến trường tiểu học Hành Đức đăng ký học, trường đã từ chối nhận cháu vì thiếu giấy khai sinh. Chị V sau đó bệnh nặng, điều trị nửa tháng mới khỏi. 4 ngày trước, chị đi làm căn cước công dân và theo lịch hẹn, 15 ngày sau căn cước mới gửi về. Có căn cước, chị mới có thể làm các thủ tục cấp mã định danh rồi xin cấp lại giấy chứng sinh cho con để làm giấy khai sinh và đi học. Tôi biết là lỗi của tôi khi không làm giấy khai sinh cho con, nhưng sáng nay khai giảng, nghe cô hiệu trưởng nói lớp đã đủ học sinh, không thể nhận thêm, khiến tôi lo lắng hơn. Năm học mới mà con tôi chưa thể đến trường, tôi đã đưa giấy hẹn và giải thích lý do chưa có giấy khai sinh. Sao nhà trường không linh động cho con tôi nhập học? Giấy khai sinh tôi bổ sung sau, chị về nói. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô Trần Thị Vân Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Hành Đức cho biết, cháu T không có giấy khai sinh, nên trường không có cơ sở để xác định cháu tới tuổi đến trường, cũng không có cơ sở nhập liệu thông tin cho cháu. Không phải trường làm khó dễ, nhưng chúng tôi cũng gặp khó với trường hợp của cháu. Giờ cháu có giấy khai sinh thì trường sẽ nhận vào học, cô Hà nói. Thông tin về việc trường đã đủ học sinh, không thể nhận thêm cháu T, cô Hà nói có thể linh động, xin ý kiến cấp trên để nhận cháu nếu có đầy đủ giấy tờ, còn hiện giờ chưa thể nhận. Sau khi trường hợp này được thông báo, ông Tăng Ngọc Thiên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Nghĩa Hành cho biết vừa tiếp nhận thông tin trường hợp cháu T. Hiện phòng đang trao đổi với nhà trường, Ủy ban Nhân dân xã Hành Đức tìm hướng tháo gỡ để cháu T đến trường. Nếu việc này được báo cáo sớm, phòng đã có hướng dẫn xử lý, nhưng đến nay phòng mới nắm thông tin. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã Hành Đức với vai trò quản lý địa phương có thể rà soát có giấy xác nhận cháu T cư trú tại địa phương đã đến tuổi tới trường. Như vậy cháu sẽ được đi học, các giấy tờ khác bổ sung sau. Tôi khẳng định cháu phải đến trường, không có lý do gì để từ chối quyền được học của cháu, ông Thiền nói. Ông Nguyễn Sĩ Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Đức cho hay, sau khi nắm trường hợp cháu T, địa phương đã mời mẹ cháu T lên Ủy ban Nhân dân xã làm việc. Ông Hải cũng liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để nắm rõ thông tin. Trước mắt, xã đã hướng dẫn phụ huynh làm đơn xin xác nhận cháu cư trú tại địa phương và đến tuổi tới trường để chính quyền xác nhận, gửi cho trường tiểu học Hành Đức để ngày mai cháu đến lớp. Người lớn có thể sai, nhưng quyền của cháu phải được đảm bảo. Chúng tôi sẽ làm khẩn trương các thủ tục trong ngày, giấy khai sinh mẹ cháu bổ sung sau. Từ chối nhận cháu vào lớp 1 vì không có giấy khai sinh mà không tìm hướng giải quyết là chưa đúng, ông Hải nói. Đồng thời, ông Hải cho rằng không làm giấy khai sinh cho con là lỗi của chị V, nhưng cũng có cả lỗi của chính quyền khi để trường hợp này xảy ra. Vì thế, ông Hải khẳng định sẽ phối hợp cùng gia đình, nhà trường đưa cháu vào lớp 1 như bạn bè. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.